Xin chào tất cả các bạn nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận token Solas chạy trên mạng Solana.io nha các bạn. Solana thì để chương trình này góp này nó sẽ là 15k member các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click cái phần link mô tả mở Twitter các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn vào trong bạn follow Twitter nữa. Sau khi bạn follow Twitter xong các bạn mới đáp nữa. Các bạn copy cái hashtag này giúp mình các bạn. Từ Solana.io nè. Rồi các bạn chỉ việc mở cái link không này ra thôi các bạn. À sorry các bạn like vào tweet nha các bạn. Bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn như tweet chứ hashtag thì tăng ba người bạn vào nha các bạn. Rồi các bạn tweet lại. Rồi các bạn mở link không ra nha các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn điền username của tất cả các bạn, điền họ và tên của tất cả các bạn vào các bạn. Nhiệm vụ khá là đơn giản, chỉ có một nhiệm vụ là tạo Twitter không ạ. Tiếp tục các bạn điền email của tất cả các bạn vào nữa. Tiếp tục các bạn điền lại username tạo Twitter của các bạn đã follow dự án nè. Những dự án thế này các bạn làm để bạn như đôi lúc các bạn bỏ qua một cái kèo. À, thật là tiếc các bạn. Rồi tiếp tục các bạn mở Twitter của tất cả các bạn ra nè. Bên nhầm nhấp 3 bên trên cùng nè. Nhấp vào một user nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ là cái bài các bạn đã tweet nè các bạn. Mình sẽ chép liên kết nè các bạn. Rồi đây mình trở lại link vừa nãy. Rồi các bạn dán link tweet về đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ solana.io các bạn. Thì bạn nào chưa tạo ví thì cái việc bấm vào tạo ví các bạn. Các bạn việc bấm vào mật khẩu nó hiện ra 12 công từ. Ở 24 công từ khôi phục các bạn lưu 24 công từ khôi phục là được các bạn. Đây các bạn là có một cái ví. Thôi các bạn. Xin chào các bạn, các bạn nhập đăng nhập vào ví Solas.io các bạn, nhập vào dấu gạch cùng nè. Các bạn bấm vào reset nè. Các bạn copy địa chỉ ví Solana của mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên link form hồi nãy nè. Trời ơi, sao nó đảo lại từ đầu luôn rồi trời. Rồi bạn dán vào đây nha tất cả các bạn. Rồi tất cả các bạn chỉ bấm gỡ là xong nha tất cả các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận token Solas đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.